Nên sau đi làm mà vất vả cứ đăng đăng ảnh khổ lên các bác. Sau là chồng có lướt qua Facebook thấy thấy vợ vất vả khổ là về nhà phải đầu tư luôn cho cái chân giò hầm như này này. Mình phải khôn. Cái dưa này nó đỡ ngấy này. Mình làm spa sợ gì ăn thật nhiều và sao ra nhân viên này đánh bụng cho là bụng cũng nặng eo nhỏ.
Em mời cả nhà ăn mèm nhá, ngon lắm luôn á. Cứ đi làm trả vờ về riêng gì vất vả nào. Đăng lên Facebook vậy ảnh vất vả thì nó chồng ở nhà chồng. Nghĩ mình vất vả thật. Mua đồ ăn ngon cho mà ăn. Ở nhà thì em ăn ngon không? Nhưng mà hôm nay em cũng đông khách thật, mỏi. Chưa không đủ ngủ làm thâu trưa các khách biết mà vất quá. Xin chào cả nhà nha. Để em ăn thêm một bát cơm hơn ấy. Cái này mà có mấy cốc bia đấy thì ngon lắm các bác nhỉ. Bia hay rượu thì cứ mà hết ý luôn. Xin chào cả nhà nha.